3 lớp và mỗi lớp nó được 8 lưỡi. 8 lưỡi, 8 lưỡi này được đặt đối xứng. Và giữa các lớp là lưỡi dao được đặt xen kẽ. Sẽ tạo thành một đường chéo. Làm như vậy với mục đích là các lưỡi dao nó sẽ tiếp xúc với tất cả diện tích của thân mía. Như vậy là sẽ cạo sạch. Hai mươi bốn lưỡi dao này nó được cố định bởi hai vòng. Hai vòng này nhóm mình sử dụng ống nhựa. Vòng trong là phi 42, vòng ngoài là phi 90. Hai vòng này nó được cố định bởi 8 con vít, mỗi bên 4 con. Mỗi bên 4 con này được đặt đối xứng. Như vậy là nó sẽ cố định hai vòng tròn này. Phần 2 là mình giới thiệu chi tiết về lưỡi dao. Lưỡi dao là chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là phần lưỡi. Phần thứ hai là phần để đặt là so. Và phần thứ ba là phần giữ để nó không bị xây. Như trên hình là mình chia làm 3 phần như vậy. Phần nói kỹ về phần thứ nhất á, cái lưỡi dao là được mài dẹp. Nó có độ dài là 1,2 cm. Và bén, phần này tiếp xúc trực tiếp với cây mía. Phần thứ hai là phần cố định. Phần hai là cái phần để được để đặt lò xo vào. Đây là phần hai. Giữa phần một và phần hai là có một cái rãnh. Rãnh này mình đặt cái phe vào. Phe này là để ép cái lò xo xuống. Và cuối cùng là phần thứ ba. Phần thứ ba là nó được giũa thành hình vuông và được nhét vào cái lỗ hình vuông. Điều này với mục đích là để lưỡi dao nó không bị xoay vòng tròn. Giả sử như lưỡi dao bị xoay vòng tròn á, thì cái chiều này là sẽ thành là chiều dọc, thì nó sẽ không cạo được vỏ mía. Hệ thống lưỡi dao nó sẽ bị ép ra. Và với lực của lò xo thì hệ thống lưỡi dao sẽ được ép ngược trở lại cây mía. Và nó sẽ ôm sát toàn bộ diện tích bề mặt của cây mía. Nhờ các hệ thống, ba cái vòng lưỡi dao nó được đặt xen kẽ, cho nên diện tích được tiếp xúc tất cả. Rồi khi mà mình tịnh tiếng thì nó sẽ cạo tất cả vỏ mía. Chỉ với 10 lần qua lại là sẽ sạch. Cứ giữ nguyên thử nha Quốc, đừng có xay cho mía chi. Đừng có xay. Cứ giữ nguyên thử nó sạch ra. Không cần xay chứ. Chặt vui. Bạn cho lành thôi. Sạch chưa? Được rồi. Em có vẻ sạch. Rồi.